Là em đây, em Hoa Kiển Đăng Thi, em tên Trang. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị em mình một cái cách mà em sẽ chia sẻ cho anh chị em mình một cái bí quyết mà thường thường em hay ghép bông giấy để mà em đạt tỷ lệ dính cao. Thì nói chung em chia sẻ thôi, thì quý anh chị có thể tham khảo thêm ha. Rồi khi mà mình một cái cây này á, là em đã vô chậu rồi, nó đã lên mầm, bật mầm khỏe rồi, em đã lãi hết cái mầm đi. Đó. Đây bắt đầu mình lựa một cái bo. Bo thì thường thường em sẽ lấy bo hai mắt. Đó, em sẽ lấy hai mắt bo ha. Khi mà mình dẹt á là em sử dụng bằng lưỡi lam nha. Mình dạt V nha. Và hai bên xéo với nhau thành một cái chữ V, có một cái điểm nối. Đó. Đây để em lấy nét cho. Đây. Mà cái đường dạt của mình cho nó bén ha, đừng có sần sùi ha, là cái thứ nhất ha, bén không sần sùi. Cái thứ hai là cái điểm V này nó gọn gàng mà nó mướt nè. Đó. Rồi cái thứ ba là mình sẽ bắt đầu là mình dạt cái phần da trên đây. Thì khi em làm á là em sẽ hơi bẻ cong cái lưỡi lam mình như vậy. Đây là cái bí quyết của em thôi nha. Đó, em sẽ hơi cong nhẹ cái lưỡi lam vậy nè, để ôm theo cái phần thân. Em dạt lấy cái phần vỏ, nó hơi có dính cái phần rổ ở trong cũng được ha. Rồi em dạt xuống khoảng 1 cm, rút nhẹ lên. Rồi em sẽ đặt cái bo mình vô. Em tề này chút xíu nữa. Này, một cái bí quyết thứ hai nữa là khi em làm á, em ứng dụng và em thấy nó có hiệu quả thì em chia sẻ với mọi người, là khi mà mình cái cách mà mình đặt cái bo nha. Đó, cái nguyên tắc của em là da cái phần da mà màu xanh xanh á, phần da da màu xanh xanh này nè. Ha, phần da da màu xanh này nè. Thì nó sẽ em sẽ đặt cho nó tiếp giáp vô cái phần da của trên cái thân mà mình muốn ghép ha. Thì khi em làm vậy em thấy cái tỷ lệ dính nó cao hơn. Đó, nghe mọi người có nhìn rõ không? Đó, còn bên đây nó dư thiếu gì kệ nó, mình cho nó dính một bên trước đi. Đó, hoặc là mình dụ bên đây cũng được nè. Đó. Đó, bên đây cũng được nè. Rồi, em đặt sâu xuống. Rồi, sau đó em sẽ dùng băng keo quấn lại. Thì băng keo này thì dễ rồi ha, mà em dùng băng keo điện nha. Băng keo điện nó có độ dai vậy. Nó có độ dai dẻo. Đó, bắt đầu quấn vô. Cố định nó lại. Vừa tay thôi nha, không quá chặt cũng không quá ấy. Nha. Đây. Không quá chặt cũng không quá lỏng nha. Quấn khoảng 3 vòng. Mẹ quấn khoảng 3 vòng nè. Mình test thử nha. Đó. Cái bo em rất là cứng nha, khỏe. Rồi mình sử dụng một cái bọc cột lại. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà khi em làm em thấy nó ok ha. Đây là cái cách cột bọc, thì có thể nó sẽ mất công hơn xíu nhưng mà em thấy nó hiệu nghiệm hơn. Nó hiệu nghiệm hơn khi mà mình cột xong rồi á. Mình cột nó sẽ thấp hơn cái phần băng keo này khoảng gần 1 cm hoặc 1 cm ha. Rồi sau đó cái này nè, nó đang có một cái khoảng hở nè. Mình cố gắng lận cái này xuống, lận cái bao hơi nhẹ xuống vậy nè. Để khi mà cái bịch này á, nó ra mồ hôi. Để khi cái bịch này nó ra mồ hôi thì nó sẽ chảy thẳng xuống dưới đây. Nó nằm ở dưới đây, nó không có đụng vô trong cái phần thân của mình. Nó không có đụng vô trong phần thân và phần bo của mình, để hạn chế được cái việc mà uống bo. Thì khi em ứng dụng cái cách này thì mùa mưa em ghép cũng em thấy nó cũng ổn, chứ nó không có đến nỗi mà bị uống bo nhiều. Đó, trên đây em cũng có một cái làm rồi nè. Rồi, đó. Rồi, em xin hết. Nói chung là mọi người cứ ứng nghiệm thử đi, tại vì cái này là em tự test thì em thấy nó có hiệu quả thì em chia sẻ thôi. Rồi em xin cảm ơn. Chúc quý cô chú và anh chị thành công nha.